chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Lính Ukraine kể nỗi sợ khi đối mặt bãi mìn Nga. Dù sử dụng thiết giáp phương Tây hiện đại, các binh sĩ Ukraine vẫn không thể nhanh chóng xuyên thủng phòng tuyến Nga khi gặp phải bãi mìn đáng sợ. Ẩn mình dưới rặng cây hẹp ở mặt trận miền Nam, cách người lính Ukraine 19 tuổi đeo miếng dán có hình cờ Mỹ, kể về cảm giác đáng sợ khi lần đầu tiên đơn vị Anh lao thẳng vào bãi mìn dày đặc của Nga trong chiến dịch phản công được phát động hồi đầu tháng trước. Ngày đầu tiên là khó khăn nhất, khách kể. Chúng tôi không biết điều gì đang chờ đón mình và mọi thứ sẽ diễn ra theo trình tự như thế nào. Không ai thực sự có thể trả lời những câu hỏi này. Sau nhiều tháng chuẩn bị, Ukraine cuối cùng đã phát động chiến dịch phản công mùa xuân vào đầu tháng 6. Mọi người đều biết sẽ rất khó khăn cho Ukraine sau khi chứng kiến Nga liên tục củng cố phòng tuyến kiên cố trong nhiều tháng. Theo chiến thuật mà khách đã được huấn luyện ở Đức, binh sĩ Ukraine sẽ mở màn trận đánh bằng cách sử dụng phe phá mìn tạo lối mở, để thiết giáp chở quân nhanh chóng đưa binh sĩ áp sát chiến hào Nga nhằm áp đảo đối phương trong thời gian ngắn nhất. Nhưng những gì diễn ra cho thấy thách thức với Ukraine lớn hơn nhiều so với dự đoán, ngay cả khi họ trang bị những khí tài mới do phương Tây viện trợ, trong đó có thiết giáp Bradley do Mỹ sản xuất, từng được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện chiến trường. Lữ đoàn cơ giới số 47 của khách là đơn vị duy nhất của Ukraine được trang bị thiết giáp Bradley, với 200 chiếc trong số đó đã được Mỹ cam kết cung cấp. Chiếc xe bọc thép Mỹ được binh lính Ukraine hâm mộ đến mức danh trại của Kate còn nuôi một chú chó và đặt tên nó là Bradley. Miếng dán hình cờ Mỹ trên ngực của Kate là món quà chia tay từ huấn luyện viên người Mỹ của anh ở Đức như một lá bùa mang lại may mắn. Kate tin rằng lớp giáp dày, súng máy mạnh mẽ, tên lửa chống tăng và khả năng nhìn đêm trên thiết giáp Bradley mới là thứ giúp anh tự tin hơn khi nhận lệnh phóng công phòng tuyến Nga. Nhưng khi lữ đoàn của Kate tiến công, quân đội Nga đã sẵn sàng chờ họ. Những bãi mìn dày đặc và chiến hào cùng hệ thống công sự, lôi cốt đã được thiết lập. Pháo binh Nga không ngừng khai quả, phá hủy các phương tiện được điều đến để rà phá mìn. Trên hết, mặt trận phía Nam có lẽ là hướng dễ đoán nhất trong chiến dịch phản công của Ukraine. Giới phân tích quân sự và cả các chỉ huy Nga từ lâu đã tin rằng Ukraine sẽ cố gắng chập thủng phòng tuyến của Moscow tại đây để tiến về phía Nam và chia cắt hành lang trên bộ nối Crimea và vùng Donbass trước khi tiếp cận biển Azov. Bởi vậy, những thiết giáp phương Tây hiện đại của lữ đoàn 47 nhanh chóng gặp rắc rối khi tìm cách chập phủng phòng tuyến Nga. Bãi mìn dày đặc đến mức xe phá mìn cũng bị phá hủy. Các thiết giáp Bradley tiến vào trận địa liên tiếp trúng mìn và mắc kẹt, làm mồi cho hỏa lực pháo binh, tên lửa từ trực thăng vũ trang Nga. Những chiếc xe bọc thép cháy thành than, trong đó có cả thiết giáp Bradley và xe tăng Leopard của Đức. Theo Reuters, trang web phân tích quân sự dựa trên thông tin nguồn mở, khoảng 30 chiếc Bradley đã bị phá hủy hoặc hư hại trên chiến trường. Ukraine rất khó rà phá mìn khi phải liên tục hứng chịu hỏa lực từ nhiều phía khác nhau. Rubley, nhà phân tích quân sự, thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, trụ sở tại Pennsylvania, Mỹ cho hay. Sau những tổn thất nặng nề trong các trận đánh đầu tiên, binh sĩ Ukraine đã từ bỏ chiến thuật ban đầu, rời khỏi xe thiết giáp để tìm cách bí mật dò gỡ mìn thủ công và hành quân bộ, điều khiến chiến dịch phản công diễn ra chậm chạp. Công việc đòi hỏi tính nhẫn nại và ý chí kiên cường. Người lính cầm bản đồ Nga chỉ vào một hàng cây, giơ ngón tay ra để biểu thị khoảng cách, khoảng 300 mét. Để chiếm được đoạn này, chúng tôi đã mất một tháng rưỡi, anh nói. Bản tin kế tiếp, binh sĩ bắn chết 13 người vì không kịp giữ đám tang con trai. Một binh sĩ ở Ituri xả súng khiến 13 người chết, trong đó có 10 trẻ em sau khi không về kịp để dự tang lễ của con trai. Ulet Gongo, người phát ngôn quân đội Cộng hòa Nhân dân Congo tại tỉnh Ituri cho biết binh sĩ này nổ súng tại làng chài Nakukva tối 22 tháng 7 sau khi biết tin con trai đã được chôn cất trước khi anh này kịp về nhà. Binh sĩ này không chấp nhận sự thật là tang lễ con trai đã hoàn tất khi anh ta chưa có mặt. Trưởng làng Baraka Muguwa Otka nói thêm rằng nghi phạm đóng quân ở Gombom cách nhà khoảng 55 km. Con trai binh sĩ này qua đời hôm 20 tháng 7. Vụ xả súng làm 13 người thiệt mạng, trong đó có vợ, mẹ vợ và hai người con của nghi phạm. Giới chức Congo chưa công bố danh tính của người này. Sau khi nổ súng, nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường.
Theo Congo, quân đội Congo đã triển khai lực lượng để truy bắt người này, gọi sự việc là hành động vô kỷ luật sẽ được tòa án bên xử lý. Suốt nhiều thập kỷ, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo chìm trong bạo lực, với hơn trăm nhóm vũ trang tranh nhau quyền lực, đất đai và các nguồn khoáng sản, trong khi số khác tìm cách bảo vệ cộng đồng của mình. Hồi đầu tuần, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về tình trạng bạo lực gia tăng ở đông bắc nước này. Tháng 5 năm 2021, Tổng thống Félix Tshisekedi đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở các tỉnh Ituri và Bắc Kivu. Bản tin tiếp theo, báo Mỹ nói sẽ mất gần 760 năm để rà phá bom mìn ở Ukraine. Hơn 173.000 km vuông, tương đương 30% diện tích Ukraine, chịu ảnh hưởng bởi bom mìn và quá trình rà phá có thể mất đến 757 năm. Hàng loạt bãi mìn khổng lồ được rải khắp nơi đã biến Ukraine thành quốc gia bị cài mìn nhiều nhất thế giới. Cùng với đó là lượng lớn bom và đạn pháo chưa nổ. Vấn đề này không chỉ cản trở cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của quân đội Ukraine, mà còn gây nhiều hệ lụy với nền kinh tế nước này trong dài hạn. Tờ Washington Post của Mỹ hôm 23 tháng 7 công bố báo cáo của tổ chức nghiên cứu Logsec có trụ sở tại Slovakia. Trong đó nhận định giao tranh dữ dội đã xảy ra trên khu vực tương đương 30% lãnh thổ Ukraine trước chiến sự, khiến 173.529 km vuông đất đai bị ô nhiễm bom mìn. Tỉnh Kharkov và Kherson vẫn là những khu vực ô nhiễm bom mìn nặng nhất. Thách thức với hoạt động đài phá hiện nay khác xa với thời điểm trước tháng 2 năm 2022. Xung đột ngày càng ác liệt và kéo dài. Nhiều loại bom mìn và vật liệu nổ được sử dụng hơn trước và diện tích có nguy cơ ô nhiễm bom mìn lớn hơn gấp 10 lần, báo cáo có đoạn. Các chuyên gia của Lovsec ước tính nỗ lực nhân đạo nhằm xử lý bom mìn chưa nổ tại Ukraine sẽ đòi hỏi 500 nhóm rà phá làm việc liên tục trong 757 năm. Mỗi nhóm rà phá phải sử dụng máy dò kim loại và chó nghiệp vụ để càn quét từng mét đất, sau đó bào bới mỗi khi phát hiện tín hiệu lạ, vì họ không thể xác định đó là mìn hay vật thể kim loại vô hại. Mỗi nhân viên có thể rà phá 4,5 đến 7 mét vuông đất mỗi ngày, tùy thuộc địa hình và mức độ tập trung của vật liệu nổ. Quá trình rà phá chỉ có thể diễn ra trong mùa xuân, sau khi băng tan và nền đất trở nên mềm hơn, cũng như trước khi nông dân bắt đầu vụ mùa. Rà phá bom mìn không chỉ là hoạt động tốn nhiều thời gian mà còn rất đắt đỏ. Ngân hàng Thế giới ước tính hoạt động này tiêu tốn từ 2 đến 8 USD cho mỗi mét vuông đất và sẽ khiến Ukraine phải bỏ ra 37,4 tỷ USD trong 10 năm tới. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã cam kết 95 triệu USD cho nỗ lực rà phá bom mìn tại Ukraine. Số lượng vật liệu nổ tại Ukraine lớn hơn bất kỳ thứ gì chúng tôi thấy suốt 30 năm qua. Không có thứ nào giống như vậy. Greg Roller, giám đốc chương trình tại tổ chức nhân đạo nhóm tư vấn bom mìn MAG có trụ sở tại Anh nhận xét. Bản tin thứ tư, Mỹ nói Ukraine giành lại 50% lãnh thổ từ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói Ukraine đã giành lại 50% lãnh thổ do Nga kiểm soát trong xung đột, nhưng Kiev còn phải đối mặt nhiều khó khăn phía trước. Ukraine đang trong một trận chiến để giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm giữ. Họ đã giành lại khoảng một nửa lãnh thổ ban đầu bị mất kiểm soát. Bây giờ họ đang trong một cuộc chiến rất khó khăn để lấy lại nhiều hơn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm 23 tháng 7. Đây vẫn là những ngày đầu của cuộc phản công. Mọi thứ rất khó khăn, ông Blinken nói thêm. Ngoại trưởng Mỹ nhận định cuộc phản công của Ukraine sẽ không chỉ diễn ra trong vòng 1 đến 2 tuần tới và Washington sẽ quan sát nó trong vòng vài tháng. Con số 50% mà ông Blinken đưa ra dường như tính cả 17.000 km vuông Ukraine đã giành lại trong đợt phản công chớp nhoáng hồi mùa thu năm ngoái. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, nhưng Ukraine đã nhận được khí tài và hỗ trợ từ hơn 50 quốc gia, đồng thời nhiều lực lượng của Kiev vẫn chưa tham gia đầy đủ vào cuộc phản công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hôm 18 tháng 7 tuyên bố, cuộc phản công của Ukraine còn lâu mới thất bại, sẽ kéo dài, khó khăn và đẫm máu. Trước khi Kiev phản công vào tháng 6, Nga được cho là kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine. Ukraine nhiều lần tuyên bố thành công một phần trong chiến dịch phản công và lực lượng của họ đang tiến lên mỗi ngày. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia ngày 17 tháng 7 nói rằng Kiev đã giành lại hơn 210 km vuông lãnh thổ
kể từ khi bắt đầu chiến dịch. Tuy nhiên, tốc độ tiến quân của Ukraine hiện nay chậm hơn nhiều so với đợt phản công vào năm ngoái tại Kharkov và Kherson. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của kênh ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ông Zelensky nêu lý do Ukraine phản công chậm. Ông Zelensky nói rằng Ukraine muốn phản công từ đầu năm khi Nga chưa kịp chuẩn bị, nhưng phải trì hoãn chiến dịch nhiều tháng vì thiếu vũ khí. Chúng tôi lên kế hoạch phát động chiến dịch phản công ngay từ mùa xuân, nhưng không làm được như vậy. Ukraine khi đó thiếu vũ khí và đạn dược, cũng như không có đủ các lữ đoàn được huấn luyện đầy đủ để vận hành chúng bởi quá trình đào tạo diễn ra ở nước ngoài. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 23 tháng 7. Ông Zelensky nói rằng chiến dịch phản công lớn diễn ra muộn hơn nhiều so với dự kiến, cho phép Nga có đủ thời gian chuẩn bị phòng tuyến đa tầng gồm nhiều bãi mìn dày đặc và hệ thống hầm hào kiên cố. Điều đó khiến cuộc phản công diễn ra chậm chạp. Chúng tôi không muốn mất nhân lực và binh sĩ, cũng không muốn chịu tổn thất về khí tài, Tổng thống Ukraine nói thêm. Tổng thống Zelensky hồi tuần trước thừa nhận chiến dịch phản công được chờ đợi của Ukraine đang diễn ra chậm hơn mong muốn. Dù vậy, quân đội của chúng tôi đang tiến gần đến thời điểm cho phép tăng tốc mọi hành động, ông nói trong bài phát biểu trực tuyến tại diễn đàn an ninh Anbet tổ chức tại thủ đô Washington của Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày nói rằng cuộc phản công của Kiev đã thất bại. Ông chủ Điện Kremlin trước đó nói rằng quân đội Ukraine chưa đạt được thành công nào từ khi bắt đầu chiến dịch phản công. Ukraine từ đầu tháng 6 tung nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện và được trang bị vũ khí phương Tây vào chiến dịch phản công. Kiev tuyên bố thành công một phần trong chiến dịch và lực lượng của họ đang tiến lên mỗi ngày, cũng như tái kiểm soát một số ngôi làng. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia ngày 17 tháng 7 nói rằng Kiev đã giành lại hơn 210 km vuông lãnh thổ kể từ khi bắt đầu chiến dịch. Tốc độ tiến quân của Ukraine hiện nay chậm hơn nhiều so với đợt phản công chớp nhoáng hồi mùa thu năm ngoái, thời điểm Kiev giành lại hàng nghìn km vuông lãnh thổ chỉ sau 2 tuần. Giới chức Ukraine tuyên bố cố tình tiến công chậm để tránh thương vong khi đối mặt phòng tuyến rải đầy mìn của Nga và đang tập trung vào làm suy yếu hệ thống hậu cần, chỉ huy của đối thủ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng tròn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian sắp tới cũng như trong tương lai sẽ nhận được nhiều hơn sự ủng hộ từ phía các bạn khán giả nhiều hơn nhé. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Bye bye.